Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải chủ trì hội nghị. Hội nghị đã xem xét thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023, tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và 25 nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự kiến trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung thêm các nội dung cần thiết để trình kỳ họp. Chỉ đạo các ngành, cơ quan tham mưu phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi báo cáo tờ trình kịp thời theo đúng quy trình, thời gian quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp thẩm tra nhằm đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, đảm bảo thời gian quy định, tạo thuận lợi để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ quan ban ngành có liên quan tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả.